Thưa quý vị và các bạn, tối nay theo giờ Việt Nam, các nước tham gia đàm phán về Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP đã tuyên bố đạt được thỏa thuận cuối cùng về Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới này. 12 nước tham gia TPP, trong đó có Việt Nam, sẽ tạo ra một khối kinh tế chiếm tới 40% GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Việt Nam cần phải có 5 triệu doanh nghiệp, Việt Nam cần phải tạo ra một cuộc cách mạng khởi nghiệp và doanh nhân tạo được nhiều lao động cần phải được phong anh hùng. Tuyên bố của ông Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đặt ra câu hỏi là thể chế kinh tế và nhận thức về vai trò của doanh nghiệp tại Việt Nam đã đủ để thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng này hay chưa? Vâng, và tối nay theo giờ Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã tổ chức họp báo tại thành phố Atlanta, Mỹ để thông báo về việc đạt được thỏa thuận cuối cùng đối với Hiệp định Thương mại Tự do lớn nhất thế giới. Như vậy, những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 5 ngày đàm phán đã đem lại kết quả mà người ta đã phải chờ đợi trong suốt hơn 5 năm qua kể từ khi những cuộc đàm phán đầu tiên được bắt đầu. Ngay tại vòng đàm phán Atlanta lần này cũng đã ghi nhận những diễn biến đầy kịch tính, có thể gọi là một vòng đàm phán marathon khi mà thời gian đàm phán như dự kiến ban đầu chỉ là 2 ngày đã được kéo dài lên 3 ngày, 4 ngày và rồi 5 ngày với nhiều phiên thảo luận thâu đêm. Thời điểm tổ chức họp báo công bố kết quả vòng đàm phán Atlanta từ mốc hẹn đầu tiên là 4 giờ chiều, sau đó cũng lùi lại 6 giờ, rồi 8 giờ tối và cuối cùng là sang cả ngày hôm sau. Đã có lúc tưởng như các bộ trưởng tham gia đàm phán TPP lần này sẽ phải ra về trong tay trắng giống như những lần trước đây. Tuy nhiên, cuối cùng thì các bên cũng đã hoàn tất đàm phán TPP. Sau hơn 5 năm đàm phán, chúng tôi vui mừng tuyên bố đã đạt thỏa thuận nhằm hỗ trợ việc làm, tăng trưởng ổn định, phát triển và thúc đẩy sáng kiến tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương vì lợi ích của người dân. Đây là tuyên bố được chờ đợi từ rất lâu và được các bộ trưởng 12 nước tham gia đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đưa ra sau khi hoàn tất đàm phán. Việc hoàn tất thỏa thuận thương mại này là một thành tựu lớn đối với tương lai không chỉ của Nhật Bản mà còn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng các bên tham gia đàm phán đã đạt được kết quả ngày hôm nay. Tôi muốn cảm ơn tất cả các quý vị vì những hợp tác và hỗ trợ cho đoàn đàm phán Việt Nam trong thời gian qua. Trải qua 5 năm với rất nhiều vòng đàm phán, và đặc biệt ở vòng đàm phán cuối cùng kéo dài suốt 5 ngày qua đầy căng thẳng và kịch tính ở Atlanta, cuối cùng các nhà đàm phán đã cùng nhau tháo gỡ 3 nút thắt gai góc chính còn lại trên con đường dẫn tới thỏa thuận thương mại lịch sử này, bao gồm vấn đề dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với mặt hàng linh kiện ô tô nhập khẩu vào thị trường Bắc Mỹ, Canada, và Mỹ mở cửa thị trường cho các sản phẩm bơ sữa của New Zealand, và thời gian giữ bảo hộ độc quyền đối với các sản phẩm sinh dược thế hệ mới. Tuy nhiên, để thỏa thuận có hiệu lực, nó cần được Quốc hội 12 nước tham gia phê chuẩn và lãnh đạo các nước này ký chính thức. Đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam. TPP có thể đem đến những cơ hội rất lớn cho Việt Nam, kết nối nền kinh tế Việt Nam với nền kinh tế của Mỹ, Nhật Bản cũng như là nhiều nền kinh tế thành viên của TPP. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cũng rất lớn khi Việt Nam tham gia TPP, ví dụ như là cải cách lao động cho đúng chuẩn hay là thực hiện các cam kết về sở hữu trí tuệ. Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, lãnh đạo đoàn Việt Nam tham gia đàm phán tại Atlanta, Mỹ đã trả lời điện thoại của chúng tôi. Kết thúc đàm phán hiệp định TPP sẽ giúp tạo ra một khu vực thương mại tự do rộng lớn chiếm đến 40% GDP toàn cầu và 30% thương mại toàn cầu. Nó sẽ tạo ra một chuỗi cung ứng mới ở trong khu vực và tạo thuận lợi hơn nữa cho dòng chảy của đầu tư cũng như của thương mại quốc tế, mang lại lợi ích cho tất cả các nước tham gia. Thế còn các bước tiếp theo tới đây thì trước mắt là các nước tham gia đàm phán TPP sẽ phải tập trung rà soát pháp lý nội dung của hiệp định để có thể sớm công bố nội dung của hiệp định cho người dân và các doanh nghiệp của các nước TPP biết. Chúng tôi rất nhiều người dân và các doanh nghiệp rất quan tâm đến các cam kết cụ thể của các nước TPP trong cuộc đàm phán này. Và nhiệm vụ quan trọng nhất của các đoàn đàm phán trong thời gian tới đây là tiến hành rà soát pháp lý và sau đó là sớm công bố các thông tin của hiệp định. Vâng, vừa rồi là tuyên bố của ông Trần Quốc Khánh ngay sau khi mà đàm phán TPP vừa kết thúc. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện với phóng viên Việt Hùng, phóng viên thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ để biết thêm chi tiết về sự kiện quan trọng này. Vâng, thưa anh Việt Hùng, là người theo dõi hội nghị Bộ trưởng TPP trong suốt 5 ngày vừa qua, thì anh đánh giá như thế nào về kết quả đạt được tại Atlanta lần này?
Kết quả của vòng đàm phán Atlanta có thể nói là không bất ngờ. Trước cuộc họp báo cuối cùng, không ai có thể nói chắc chắn về điều gì, nhưng kết quả thì cũng đã nằm ở một trong những kịch bản được tiên liệu từ trước. Đây là lần đầu tiên cuộc họp của các bộ trưởng TPP bị kéo dài lâu đến như vậy. Và chỉ điều đó thôi cũng đủ cho thấy quyết tâm hoàn tất đàm phán của các bên là lớn như thế nào. Mà cũng cần phải nói thêm là ở vòng đàm phán này thì các bên đã đàm phán liên tục cả ngày lẫn đêm. Riêng cuộc đàm phán giữa Mỹ và Australia về thời hạn bảo hộ bản quyền dược phẩm hữu cơ cũng chỉ có thể đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá vào lúc 3 giờ sáng ngày Chủ nhật. Nhìn chung, rất nhiều nước nhìn nhận đây là cơ hội cuối cùng để hoàn tất đàm phán TPP trước khi có những thay đổi quan trọng có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán TPP, ví dụ như là cuộc cải tổ nội các của Nhật vào ngày 7 tháng 10 hay là cuộc bầu cử ở Canada vào ngày 19 tháng 10. Có thể nói thành công của vòng đàm phán Atlanta là kết quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhà đàm phán và các bộ trưởng của các nước TPP, và những nỗ lực đó đã được đền đáp nói chung là xứng đáng. Vâng, xin cảm ơn Việt Hùng, chúng ta sẽ còn trao đổi ở phần sau. Như chúng tôi đã đề cập, tưởng như đã có lúc đàm phán TPP rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, các bên đàm phán đã thể hiện quyết tâm vượt bậc để đạt được hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này vào phút cuối cùng. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như là ý nghĩa của việc đạt được thỏa thuận ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số nét cơ bản của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Cho tới nay đã có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP, bao gồm New Zealand, Australia, Brunei, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam, Chile, Peru, Mexico, Canada và Mỹ. Theo ước tính, sau khi có hiệu lực, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 790 triệu dân, chiếm 40% GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn cầu. Vâng, Thanh Việt Hùng, sau hơn 5 năm đàm phán TPP, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều nỗ lực. Có lúc dường như là thỏa thuận lịch sử đã ở trong tầm tay rồi, nhưng mà không hiểu là điều gì đã cản trở việc đạt được thỏa thuận TPP cho đến tận cái phút chót này, thưa anh Việt Hùng. Bất kỳ ai theo dõi đàm phán TPP trong suốt 5 năm qua, và đặc biệt là ở hai vòng vừa qua tại Hawaii hồi tháng 7 và tại Atlanta lần này, cũng đều có một tâm trạng chung là rất bất an, không thể lường trước được kết quả cuối cùng. Đàm phán thương mại đa phương chưa bao giờ là dễ dàng, và đàm phán TPP thì lại càng khó khăn. Nhưng có một yếu tố chung luôn là nguyên nhân gây đổ vỡ đàm phán, đó là lợi ích quốc gia và sức ép chính trị nội bộ của mỗi nước. Các nhà đàm phán luôn ở trong tâm thế là họ phải bảo vệ được lợi ích của đất nước mình và phải chứng minh được với trong nước là họ đã thắng lợi trên bàn đàm phán. Ví dụ như câu chuyện về thời hạn bảo hộ bản quyền dược phẩm hữu cơ, đoàn Mỹ không thể lùi dưới 8 năm, hay trong khi đó thì Australia lại không chấp nhận bảo hộ trên 5 năm. Ngôn ngữ trong văn bản cuối cùng về vấn đề này đã được soạn thảo theo cách có thể vừa hiểu là 8 năm, vừa hiểu là 5 năm. Và như vậy, cả hai đoàn đàm phán đều có thể rời Atlanta với tư thế của người thắng cuộc. Vâng, đúng là đàm phán TPP thì luôn luôn là rất là bất an. Tuy nhiên đến thời điểm này thì có lẽ là tất cả đều đã có thể thở phào được rồi. Vậy thì anh Việt Hùng, không hiểu là lộ trình tiếp theo sẽ là như thế nào cho TPP, thưa anh? Trên thực tế, việc công bố hoàn tất đàm phán TPP mang tính biểu tượng là chính. Sau sự kiện này, các nhà đàm phán vẫn còn phải hoàn tất các chi tiết thủ tục khác để hoàn thiện văn bản cuối cùng của TPP. Văn bản hoàn chỉnh này sau đó sẽ được đệ trình lên Quốc hội của các nước để phê chuẩn. Mặc dù việc phê chuẩn của cả 12 nước đều quan trọng như nhau, nhưng mà khó khăn lớn nhất đối với TPP sẽ lại là ở tình hình phê chuẩn tại Quốc hội Mỹ. Với lộ trình như hiện tại, thì khi văn bản TPP được đệ trình lên Quốc hội Mỹ, cũng là khi mà cả nước Mỹ đã bước vào mùa cao điểm tranh cử. Và thông thường thì các nghị sĩ Mỹ rất không muốn phải bỏ phiếu về một vấn đề có thể gây ảnh hưởng lớn đến cử tri như vậy. Do đó, khả năng lớn là Quốc hội Mỹ sẽ chỉ phê chuẩn TPP vào kỳ họp cuối cùng sau khi bầu cử vào tháng 11 năm 2016 và trước khi Quốc hội mới nhóm họp. Ở kịch bản như vậy thì nhanh nhất là phải từ năm 2017 TPP mới bắt đầu có thể được triển khai. Vâng, xin được cảm ơn Việt Hùng, phóng viên thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và cùng bình luận trong chương trình vấn đề hôm nay xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Thành, cuối cùng thì sau rất nhiều các mốc thời gian bị bỏ lỡ, rất nhiều các deadline đã bị trôi qua, thì đến thời điểm này thì là các bộ trưởng cũng vừa tuyên bố là kết thúc đàm phán TPP. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sự kiện này? Tôi thấy rất là mừng vì cuối cùng là TPP đã đạt được thỏa thuận. Và tầm quan trọng của TPP thì không chỉ là vấn đề kinh tế, mặc dù vấn đề kinh tế là rất rõ ràng rồi, nhưng nó còn là vấn đề chiến lược liên quan đến cái sự phân bổ lại quyền lực ở trên toàn cầu,
và thông qua các vấn đề kinh tế, và nó thể hiện cái cam kết của Mỹ thực sự là muốn trở lại châu Á. Vâng. Thế còn tác động đối với cái tiến trình hội nhập của Việt Nam, nó nên được đánh giá ở một cái tầm quan trọng như thế nào? Đối với Việt Nam thì ngoài những cái hội nhập khác của Việt Nam đã, đang và đang thực hiện, thì TPP nó sẽ đẩy Việt Nam lên một cái trình độ về chất cao hơn rất nhiều. Và nó đòi hỏi Việt Nam phải đứng trước những cái lựa chọn về mặt cải cách thật là rõ ràng và cam kết rất là mạnh mẽ để đưa cái nền kinh tế trở nên kinh tế thị trường và hội nhập sâu với thế giới ở mức hiện đại hơn rất nhiều và một thời gian rất dài để chúng ta làm điều đó. Và có lẽ chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng TPP chính là hiệp định thương mại quan trọng nhất từ xưa đến nay mà Việt Nam đã ký. Vâng, đúng. Có thể nói vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Đức Thành và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trao đổi ở phần sau của chương trình vấn đề hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam cần có 5 triệu doanh nghiệp. Việt Nam cần phải tạo ra một cuộc cách mạng khởi nghiệp và doanh nhân tạo được nhiều lao động cần phải được phong anh hùng. Chúng ta sẽ cùng bình luận về tuyên bố rất đáng chú ý của ông Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Việt Nam phải có 5 triệu doanh nghiệp, tức là gấp 10 lần con số hiện nay. Một cuộc cách mạng khởi nghiệp hay là doanh nhân tạo ra nhiều lao động phải được phong anh hùng. Rõ ràng đây đều là những cách tiếp cận rất là mới, thậm chí là chưa bao giờ được đề cập đến khi người ta nói về đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân. Tất cả những phát ngôn chưa từng có tiền lệ này đã được ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đưa ra tại một hội thảo về vai trò của kinh tế tư nhân vừa diễn ra vào cuối tuần vừa qua. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Công chức với doanh nhân. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI tuyên bố, Việt Nam cần một cuộc cách mạng khởi nghiệp với mục tiêu thành lập 5 triệu doanh nghiệp, tức là gấp 10 lần so với con số hiện tại, để kinh tế tư nhân phát triển. Ông Lộc khẳng định, đã đến thời điểm phát động toàn dân làm kinh tế. Muốn làm được điều đó, phải thay đổi quan niệm về mối quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp, công chức với doanh nhân. Doanh nhân là người tạo ra hàng chục triệu việc làm, vì vậy họ cần được bảo vệ, tôn vinh, được ca ngợi giống như những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Ông Lộc dẫn chứng, nếu một doanh nhân Việt tạo ra 100 việc làm, phải được cấp xã, phường khen ngợi. Nếu tạo ra được 1.000 việc làm, cấp quận, huyện phải tri ân, khen tặng. Một doanh nhân tạo ra 1.000.000 việc làm, tạo thu nhập nuôi sống cả vạn gia đình thì phải phong anh hùng, tặng huân chương cho họ. Ai tạo ra việc làm thì người đó là anh hùng, chiến sĩ. Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Thành, 5 triệu doanh nghiệp. Tôi nghĩ đó là một con số quá lớn nếu chúng ta so sánh với quy mô của nền kinh tế. Tất nhiên tôi hiểu ở đây là không phải là bây giờ mà có lẽ là 10, 20 năm nữa. Và những cái đại biểu có mặt trong hội thảo về kinh tế tư nhân ấy, thì người ta cũng đặt ra mục tiêu là 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Thì anh đánh giá như nào về tính khả thi của những con số này? Tôi thì tôi nghĩ đây là một con số rất là lớn. Nhưng nó thể hiện cái quyết tâm hay là cái mong muốn của ông Chủ tịch VCCI thôi. Chứ còn nếu mà nhìn về quy mô ấy, thì là một cái rất là khó có thể đạt được. Bởi vì với những nền kinh tế thị trường mà đã chín muồi, ví dụ như ở Anh chẳng hạn, thì chúng tôi thấy rằng là cái tỷ lệ là 30 người một doanh nghiệp. Thế còn ở Đài Loan là nơi nổi tiếng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là 20 người trên một doanh nghiệp. Thì cái con số mà ông Lộc nói này nó liên tương quan với cả tương đương với cả của Đài Loan. Vâng. Tôi nghĩ như thế để chúng ta. Thế con số khả dĩ vào năm 2020 có thể là bao nhiêu? Theo dự đoán của anh. Tôi nghĩ rằng con số 2020 sẽ khiêm tốn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là dưới 1 triệu hoặc gần 1 triệu đã là một con số. Có nghĩa là gấp đôi so với hiện nay. Vâng. Đó cũng là một tham vọng rất là lớn rồi. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, quy mô của nền kinh tế phải đủ lớn, đó là điều kiện cần. Điều kiện đủ đó là môi trường đầu tư kinh doanh phải cực kỳ thuận lợi để khuyến khích người người kinh doanh, nhà nhà lập doanh nghiệp. Vậy thì chúng ta sẽ so sánh môi trường kinh doanh của Việt Nam đang ở vị trí nào so với các nước ASEAN 4 và doanh nghiệp Việt Nam đang bị thiệt thòi như thế nào so với doanh nghiệp trong ASEAN 4 là những nền kinh tế phát triển nhất ASEAN. Những số liệu này do Ban Pháp chế VCCI vừa cung cấp cho chúng tôi. Doanh nghiệp Việt Nam cần 34 ngày để có thể thành lập mới, trong khi các nước ASEAN chỉ cần một nửa thời gian đó, tức là 17 ngày. Thời gian tiếp cận điện năng của doanh nghiệp tại Việt Nam mất đến gần 4 tháng, tức là 115 ngày mới được cấp điện sản xuất. Trong khi các nước ASEAN 4 thì chỉ cần có 35 ngày. Số giờ nộp thuế vẫn còn là khoảng cách khá xa so với các nước ASEAN 4. Năm 2014, doanh nghiệp Việt Nam cần đến 872 giờ để nộp thuế, trong khi con số này ở khu vực chỉ là 168 giờ. Thời gian cấp phép xây dựng ở Việt Nam cũng gấp đôi là 114 ngày, trong khi các nước chỉ có 77 ngày. Môi trường kém thuận lợi nên tính trung bình cứ 10.000 dân, Việt Nam chỉ có 33 doanh nghiệp. Trong khi đó, con số hồi năm 2002 đã cho thấy tỷ lệ này của Thái Lan là 136,7. Còn Singapore lên tới 321,6 doanh nghiệp trên 10.000 dân, tức là gấp tới 10 lần Việt Nam. Để nói về tầm quan trọng của Nghị quyết 19 cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Quản lý Kinh tế Trung ương hay dùng các hình ảnh khiến người ta dễ liên tưởng.
Ví dụ như là doanh nghiệp như là người đi trên một chiếc cầu mong manh mà ở đó cơ chế chính là chiếc cầu nhỏ, chỉ cần đi chệch một chút là ngã. Còn bao tải chính là những chi phí mà doanh nghiệp đang phải gánh chịu. Và đây là một rừng dây điện mà ông Cung ví von như là hệ thống các văn bản luật mà doanh nghiệp phải chấp hành. Có quá nhiều văn bản và cách hiểu văn bản khác nhau khiến doanh nghiệp không biết phải làm thế nào, vì rất có thể là sáng đúng, chiều sai và ngày mai lại đúng. Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Thành, ông Vũ Tiến Lộc có đặt ra về mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp, rồi là công chức và doanh nhân, nó phải khác chứ nó không thể nặng nề về cơ chế xin cho như hiện nay. Về cái cách tiếp cận này thì tôi liên tưởng tới khái niệm mới mà ông Phạm Duy Nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh có đưa ra, đó là mô hình gọi là chính quyền công ty. Có nghĩa là hiểu phải là gì, là chính quyền ở đây, ví dụ như chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh là phải hoạt động giống như một mô hình công ty, mà sản phẩm ở đây là các dịch vụ công mà chính quyền có thể cung cấp cho doanh nghiệp. Và như vậy trong bối cảnh đó thì doanh nghiệp trở thành khách hàng, là thượng đế và thậm chí là anh hùng, giống như ông Vũ Tiến Lộc đề cập. Vậy thì anh bình luận như thế nào về cách so sánh như thế này? Vâng, cái điều này là cái điều phát triển chung. Nếu mà chúng ta muốn thực sự có một khu vực doanh nghiệp phát triển thì chúng ta phải có sự tôn trọng thực sự từ trong chính sách và triển khai chính sách để cho phục vụ cho doanh nghiệp, và phải lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp và doanh nghiệp đi vào trong cái ảnh hưởng về chính sách để phục vụ cho chính sự phát triển của mình. Chứ hiện nay thì chính quyền của chúng ta vẫn còn chưa có cái đó, vẫn còn xa rời, xa lạ và cảm thấy như là một cái gì đó ở phía trên của doanh nghiệp. Và đó là điều mấu chốt có thể dẫn tới con số 5 triệu doanh nghiệp. Đúng, vâng. Xin được cảm ơn phần bình luận của tiến sĩ Nguyễn Đức Thành trong chương trình Vấn đề hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, gần đến ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, đội ngũ doanh nhân có